Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung lên cái video giới thiệu với anh em một cái cặp đùi 0,5, đùi hy đát nha anh em, đùi nhộng đảo đây, đùi đảo đây. Mấy hôm nay anh em hỏi vẫn cái món đùi 0,15 nhiều nhưng mà Trung không có hàng, nay có được một cặp thôi, mà không phải đùi nhông nhé, đùi hy đát nhé anh em. Anh em xem đang xài cùng loại, có hư hỏng hoặc là cần thay thế gì đấy thì anh em xem tiếp video nhé. Một cái cặp. Con này thì chính xác nó tháo ở trong là 0,17 ra nhé nè. Nó tháo xong 0,17. Cặp xích này. Tí nữa thì Trung đăng cái video riêng. Xích nó xích 42, 43 lá gì đó không nhớ nữa. Nhưng mà nó bản thân nó là bánh sao lớn và xích dài nhé. 1,5, 1,7 gì nó cũng xài chung hết thôi. Còn một loại thì Trung báo là 1,5 cho anh em tiện theo dõi mà. Đùi hy đát. Không được sạch sẽ lắm nhưng mà khô ráo nha. Đây này. Đây. Không có tươi một tí nhớt nào hết nhé, khô rang hết nhé nè. Có thử kiểm tra cái phần seal thử mấy chỗ này rồi, mặt đạn còn ok nhé. Đây này. Này. Bu lông ốc tán các thứ là nguyên lành, không có bị cắn một cái lỗ tai nào hết. Rồi số lượng thì 2 con. Trung đo kích thước anh em, đầu tiên đo cái bơm phía sau trước đi, để anh em dễ so sánh. Đấy. Để anh em dễ theo dõi nha. Đây cái bơm đấy. Rồi cái tên của nó này, mã số ký hiệu gì đấy. Số này số 74 hay số 14 nha. 74 gì đây. Đo một vài cái kích thước. Đây đùi 3 ống bình thường nha anh em. Này AB này, ren này. Này. Rồi. Rồi bắt đầu đo cái mặt phía trên nha. Hy đát nha anh em. 195 này, mặt 95 mặt thì để xem nó ra mỗi một bên mấy ly nữa. Ra mấy ly nữa, cái g dưới đây thì nó rộng hơn, có thể là ra 205 đấy nè. Hai con đều tương đối là khô ráo nha. Đây. Cái cài của nó này, cài của cái môi dơ này. 8 cm nhé. Để anh em tiện so sánh cái kích thước. Rồi số lỗ bu lông là 9 con nha. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này, 9 này. 9 con nha. Rồi 9 trong 9 ngoài nhé nè. Đều luôn nhé. Đều 9 trong 9 ngoài này. Mất lấy không lấy nét được rồi. Đây. Mấy con bù lòng Trung bắn ra đấy. Bên đây thì nó chóc cái tem rồi. Nó dơ bẩn bẩn một tí. Rồi Trung có hai cái con đùi di chuyển của 0,5, 1,2, 1,5, 1,75 gì đấy. Nói chung là từ 28 này, 25, 28 này, 30 này. Rồi có con nó sẽ lẻ 32 gì đấy. Rồi 35 thì nó sử dụng đồ chung chung hết nha nè. Dàn chân dài, chân ngắn thôi. Anh em xem có ngay việc sử dụng thì liên hệ nha. Cặp đùi này thì còn sống, còn chạy. Mặt đạn không rơ nha, môi dơ không rơ nha. Còn anh em muốn kiểm tra thực tế, cải phe gì đấy thì anh em cứ đến, cứ nhờ thợ đến nhé. Cải phe kiểm tra thoải mái hết.